Ấy nắm xe đường xấu thế mà vẫn nắm xe đi này nhỉ? Nhiều xe chứ. Con nguyên đường này thôi mà. Đi bên kia trên kia còn nhiều mà. Thế á? Trên kia còn nhiều nữa. Gọi là trên kia còn một xá, hai xá mà. Nhưng mà nước nó bị xói mòn kiểu gì mà sao đấy nhỉ? Lâu nó thay hóa nó hỏng. Cái đường bên kia nó tọt từ bên Trung Thành sang Cao Sơn, cái đường đấy nó cấm, nó đang làm. Cái đường mà xuống dưới kia nhỉ, nó có cả đất. Đất gì vàng kè đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, nắm xe đi lại nhỉ. Từ nãy giờ về 3-4 xe rồi. Đồ té à? Mà mặc của bộ đội giống kiểu ngày xưa nhỉ? Linh Thủy đánh bộ à? Chú ăn ngủ ngon nhỉ? Mạt nhỉ? Mùa hè như kiểu mùa đông vậy nhỉ? Mùa đông mùa hè trên này không cao. Ở đây mùa hè như mùa đông mà như có hôm ít hôm mà khi mà nó nóng cả đêm không cứ phải 12 giờ đêm là phải đắp chăn.